Hello anh em, nay mình giới thiệu cho anh em cái bộ kit kit tông bạc áp phe của Husqvarna 254 anh em. Dòng này nó 45mm và bạc của nó là bạc 1,5 ly. Đây 254 anh em, kit tông 254. Dòng này bạc dày nha nha. Nó dùng cho dòng máy bãi 154, 254 anh em. Cái tông nó rất là đẹp nha. Cái tông nó tiện rất là đẹp. Anh em thấy là cái tông nó có gân ngang luôn. Đầu xoáy rất là đẹp. Như zin nha nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Toàn để trên màn hình, là 0947207718 hoặc là 0941797478 nha mọi người. Thích hợp dành cho anh em, những anh em mà xài Husqvarna 154, 254 mà nó bị lúp bê, nó cháy trái hoặc là trái lỏng quá thì mình sử dụng trái này thay vào nhé. Trái rất là chất lượng. Đó, đây là cửa xả. Anh em có thể tham khảo và mua về để thay thế. Đây là phe bê tông. Phe ắc nha anh em. Ắc này. Hàng rất là chất lượng, rất là đẹp nha anh em. Đóng trong hộp. Khuôn đúc rất là đẹp nha. Tiện rất là nét. Đây là cửa nạp này. Cửa xả. Nhìn trái bê tông như zin anh ạ. Nói chung là cái khuôn mẫu thì nó giống nhau, còn cái cách làm của người ta thì khác nhau. Bởi vậy nên là mọi người cân đối nhé. Giá cũng rẻ, giá cũng phải chăng lắm. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ nhé. Tông rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đến cuối video này. Xin tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Giá rẻ anh em cứ inbox trực tiếp nhé.